quý vị, liên quan đoạn video clip thầy giáo chửi học sinh đầu trâu, đầu chó chứ không phải đầu người thu hút sự bàn tán của dư luận những ngày qua. Ngày 19 tháng 7 năm 2023, theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, trường Trung học phổ thông Võ Thị Hồng tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về việc kiểm điểm đối với giáo viên trong đoạn video. Theo tìm hiểu, đây là giáo viên môn ngữ văn, cũng là chủ tịch công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Võ Thị Hồng. Viết tội ra 150 chữ thi làm bài không được. Bây giờ tôi hướng dẫn tôi viết cũng không nghe. Đầu trâu, đầu chó gì đó, không phải đầu người. Dạy lớp không muốn vô lớp, nó thẳng ra là gì luôn á, ý tứ cái gì nữa chứ. Theo báo cáo của trường Trung học phổ thông Võ Thị Hồng, lời nói trước học sinh của giáo viên này là chưa đúng, tuy nhiên không xuất phát từ động cơ xấu, sai phạm của giáo viên chưa ảnh hưởng lớn đến đơn vị. Do đó, nhà trường kiến nghị chưa phải đến mức xử lý kỷ luật. Về phía giáo viên trong đoạn video, trong bản kiểm điểm của mình, ông này cho biết sự việc xảy ra ngày 24 tháng 11 năm 2022. Khi đó, trong giờ dạy, ở lớp 10X5, ông này hướng dẫn học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1. Theo lời kể, trong giờ dạy, dù giáo viên này nhiều lần nhắc nhở, nhưng một số học sinh mất tập trung. Gần cuối tiết học thứ hai, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng, khi giáo viên đang hướng dẫn, thì có một số học sinh nói chuyện riêng, nằm xuống bàn, quay ra ngoài, khiến giáo viên tức giận. Do không kiềm chế được cảm xúc, giáo viên này đã có những lời lẽ không chuẩn mực như trong đoạn clip. Giáo viên này cho rằng, những lời lẽ nặng nề đó xuất phát trong cơn tức giận, không hướng tới học sinh cụ thể nào. Bản thân ông cho rằng mình cũng nhìn nhận được khuyết điểm của mình, nên ngay sau đó, ở tiết học tiếp theo, giáo viên đã chủ động làm hòa và xin lỗi lớp và hứa không nóng tính như vậy nữa. Đại diện lớp cũng xin lỗi giáo viên và hứa sẽ không làm việc riêng, không nói chuyện. Thầy trò sau đó vui vẻ trở lại. Tuy nhiên, giáo viên cũng thừa nhận sai phạm của mình trong giao tiếp với học trò, ngôn ngữ chưa chuẩn mực, thiếu chừng mực. Ông này cho rằng đó là hình ảnh xấu xí, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, của đơn vị và của ngành giáo dục tỉnh nhà. Thưa quý vị, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh thông tin thầy giáo chửi học sinh trên lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã yêu cầu trường Trung học phổ thông Võ Thị Hồng báo cáo nội dung có liên quan đến thông tin này trước 9 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2023. Sau đó, trường Trung học phổ thông Võ Thị Hồng cũng đã có báo cáo xác nhận nội dung phản ánh của Báo Thanh Niên là đúng. Những tin tức mới liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanh niên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.